Ngọc Thơ, Thời báo chấm D kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin vỡ ung nhọt trái phiếu doanh nghiệp dẫn đến vỡ thị trường bất động sản. Ngày 22 tháng 2, truyền thông nhà nước đồng loạt đưa tin một doanh nghiệp bất động sản lớn của Việt Nam, tập đoàn Novaland, xin được hoãn trả nợ hai lô trái phiếu đã đến hạn hoặc gán bất động sản của họ để đổi lấy trái phiếu. Ngoài ra, nhiều công ty con của Novaland cũng xin khất nợ như công ty bất động sản Gia Phú, công ty cổ phần Nova Final Solution, công ty cổ phần Địa ốc Ngân Hiệp. Hình ảnh Novaland xin chậm thanh toán hai lô trái phiếu hơn 1.000 tỷ. Hai lô trái phiếu mà Novaland đến hạn phải thanh toán trị giá 1.080 tỷ đồng. Họ đang bị kẹt tiền trong bối cảnh thị trường bất động sản trầm lặng. Vì vậy, họ đưa ra hai phương án trả nợ. Một là giãn thời hạn trả nợ. Hai là lấy các sản phẩm bất động sản mà họ đang xây dựng nhưng chưa bán được, gán nợ. Nhưng trái chủ đã bác bỏ hết các đề xuất này. Trên mạng Zing cho biết, tập đoàn bất động sản này lập luận rằng việc đề ra các phương án trả nợ như vậy là bất khả kháng do biến động không thể lường trước của thị trường. Điều này đã phù hợp với quy định ghi trong văn kiện phát hành trái phiếu. Novaland cho biết, họ hiện có 25.000 tỷ đồng đang bị phong tỏa trong các ngân hàng thương mại và nếu họ hoàn thiện được các thủ tục pháp lý thì sẽ được giải phóng khoảng hơn 10.000 tỷ đồng trong vòng 2 tháng tới đây để lấy số tiền đó trả nợ trái phiếu và có nguồn vốn để tiếp tục hoạt động bình thường. Vietnamnet dẫn lời đại diện các trái chủ, đại diện của công ty chứng khoán dầu khí doanh nghiệp BSI nói hôm 22 tháng 2 rằng các trái chủ đang nắm 1.000 tỷ đồng tiền gốc trái phiếu của Novaland không đồng ý với đề xuất trả nợ của tập đoàn này. Tối ngày 20 tháng 2, kết quả kiểm phiếu và lấy ý kiến cho thấy đại diện người sở hữu trái phiếu đã không đồng ý với các nội dung xin ý kiến của Novaland, đại diện BSI nói với Vietnamnet. BSI là bên tư vấn phát hành lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng nói trên, đồng thời cũng là bên đại diện cho các trái chủ và quản lý cổ phần của Novaland, vốn được giữ làm tài sản đảm bảo trong trường hợp Novaland không thanh toán được các khoản nợ trái phiếu. Trong trường hợp trái chủ không chấp nhận phương án trả nợ của Novaland thì số tài sản đảm bảo sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật để lấy tiền trả cho các trái chủ. Novaland là tập đoàn bất động sản lớn thứ hai ở Việt Nam, niêm yết trên sàn chứng khoán sau Vinhomes. Giá trị vốn hóa thị trường của Novaland là 4,7 tỷ USD, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng nhà ở và khu nghỉ dưỡng cao cấp. Những tin đồn về tình trạng bất ổn của Novaland đã râm ran từ giữa năm ngoái, trước khi tập đoàn này sa thải khoảng một nửa số nhân viên vào tháng 11 năm 2022. Hầu hết các công trình của họ đã tạm ngưng do thiếu vốn từ nhiều tháng qua và họ đang tìm cách bán tài sản khẩn cấp để trả nợ. Tuy nhiên, có vẻ như tình hình không khả quan. Hình ảnh nhiều doanh nghiệp bất động sản xin khất nợ trái phiếu doanh nghiệp. Tình trạng này còn xảy ra với nhiều doanh nghiệp bất động sản khác như công ty cổ phần tập đoàn Đức Long Gia Lai, công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Vina 2, công ty cổ phần Lavida Invest, công ty cổ phần Hưng Thịnh Icons, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển bất động sản Nistar. Công ty Nistar chậm thanh toán hơn 51 tỷ đồng lãi trái phiếu. Lô trái phiếu này đã phát hành ngày 13 tháng 1 năm 2022, kỳ hạn 4 năm. Công ty Hưng Thịnh Icons thông báo chậm thanh toán một phần gốc của lô trái phiếu trị giá 300 tỷ đồng đến hạn ngày 3 tháng 1. Công ty Lavida Invest thông báo chậm thanh toán gốc lãi lô trái phiếu 70 tỷ đồng đến hạn vào tháng 2 năm 2023. Tương tự, tập đoàn Đức Long Gia Lai đang nợ thanh toán lô trái phiếu trị giá 134 tỷ đồng đến hạn vào cuối tháng 12 năm 2022. Thị trường bất động sản Việt Nam đang trải qua một cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất kể từ nhiều năm qua. Cuộc khủng hoảng kéo dài từ giữa năm 2022 đến nay và chưa có hồi kết. Nhiều vụ bê bối về trái phiếu doanh nghiệp bất động sản bị phanh phui. Trong khi đó, nhiều sản phẩm bất động sản đưa ra thị trường không có người mua. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm D với bản tin vỡ ung nhọt trái phiếu doanh nghiệp dẫn đến vỡ thị trường bất động sản. Ngọc Thơ Thời báo chấm D kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin chủ nghĩa xã hội đến một lúc nào đó sẽ tiêu hết tiền của người khác. Ngày 17 tháng 3,
Trang báo Người Việt có bài của tác giả Hiếu Chân bàn về nền kinh tế Việt Nam. Bài báo có tựa đề Thảm họa định hướng xã hội chủ nghĩa của kinh tế Việt Nam. Tác giả viết tháng giêng, tháng ăn chơi, chưa qua hết mà người dân đã nhận được nhiều tin choáng váng về thành tích làm ăn của các tập đoàn kinh tế quốc doanh. Mà nếu tình hình cứ tiếp tục kéo dài thì không biết đất nước sẽ rơi xuống vực thẳm nào. Tác giả liệt kê thành tích của một số tập đoàn nhà nước như Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam TKV và Tập đoàn Hàng không Việt Nam Vietnam Airlines VNA. Về EVN, tác giả cho biết tập đoàn này đã độc quyền về sản xuất, truyền tải và phân phối điện trên cả nước, ước tính sẽ bị lỗ hơn 64.940 tỷ đồng, khoảng 2,75 tỷ USD trong năm nay nếu giá bán điện không thay đổi. Trong khi năm 2022, tập đoàn này đã lỗ 31.000 tỷ đồng, tương đương 1,19 tỷ USD. Hình ảnh EVN báo lỗ khủng. EVN đang đối mặt với khó khăn chưa từng có do giá nhiên liệu tăng cao, có khả năng mất cân đối tài chính, nói trắng ra là sập tiệm. Họ không còn tiền trong tài khoản vào cuối tháng 5 và thiếu tiền từ tháng 6. Nếu EVN phá sản, ngừng hoạt động, có nghĩa là toàn bộ cổ xe kinh tế sẽ đứng bánh và cuộc sống của mọi gia đình sẽ rơi vào cảnh đèn dầu hiu hắt. Tác giả cho rằng thông tin EVN lỗ khủng khiếp có thể là thật, cũng có thể là thủ đoạn để ép chính phủ phải đồng ý cho tập đoàn này tăng giá bán điện, sau khi đã tăng 13,69% mới đầu tháng này. Về TKV, hôm 14 tháng 2, họ báo cáo đang gánh khoản nợ hơn 74.000 tỷ đồng, khoảng 3,1 tỷ USD, gấp 1,6 lần vốn chủ sở hữu 45.000 tỷ đồng. Trong số nợ này có hơn 44.400 tỷ đồng là nợ ngắn hạn, thời gian vay ngắn, phần lời cao. Tính bình quân mỗi ngày, tập đoàn này phải trả hơn 6,5 tỷ đồng, 276.000 USD tiền lời. Về VNA, tuy không còn vị thế độc quyền như trước, nhưng VNA vẫn được nhà nước dành nhiều ưu đãi hơn các hãng hàng không tư nhân. Ấy thế nhưng trong lúc các hãng hàng không báo lãi, thì VNA lại lỗ chổng gọng. Theo công bố của VNA, năm 2022, công ty này lỗ 10.463 tỷ đồng. Năm 2021, lỗ 12.907 tỷ đồng. Năm 2020, lỗ 10.927 tỷ đồng. Cộng gộp 3 năm qua, lỗ 34.297 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,5 tỷ USD. Với số lỗ vượt quá vốn chủ sở hữu hơn 10.000 tỷ đồng, VNA đang đối mặt với khả năng cổ phiếu mã HVN của hãng hàng không quốc gia có thể bị hủy niêm yết trên thị trường chứng khoán. Đây chỉ là ba trong số nhiều ông lớn kinh tế của Việt Nam do nhà nước sở hữu làm ăn bết bát. Tác giả nhận xét, một điểm dễ nhận thấy là trong khi các công ty quốc doanh liên tục báo lỗ, thì các quan chức lãnh đạo của họ vẫn giàu nước đố đổ vách và sống rất vương giả. Trong dư luận từ lâu đã truyền tụng một xác tín là ở các doanh nghiệp nhà nước, tiền lãi thì chia chác cho nhau và cúng cho cấp trên, còn lỗ lã thì đã có ngân sách, tức là tiền thuế của người dân, tiền vay của ngoại quốc gánh chịu. Hình ảnh bài trên trang báo Người Việt. Tác giả nêu câu hỏi, Đảng Cộng sản cầm quyền có biết tệ nạn tham nhũng ở các công ty kinh tài của họ hay không? Và trả lời, biết và biết rất rõ rằng tham nhũng đe dọa sự tồn vong của đảng và chế độ. Tuy nhiên, có nhiều lý do khiến cho đảng không thể mạnh tay bài trừ nạn tham nhũng trong các công ty nhà nước. Lý do căn bản nhất là do đường lối kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của đảng. Tác giả phân tích, từ giữa những năm 1980, không thể tiếp tục đường lối kinh tế tập trung đã đẩy đất nước tới bờ vực đói khát, đảng buộc phải mở cửa, đổi mới. Thế nhưng, do lo sợ kinh tế thị trường tự do làm mất cái bản chất xã hội chủ nghĩa, mà đặc trưng là chế độ công hữu, đảng phải thòng thêm cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa. Đảng thừa nhận nếu thành phần kinh tế tập thể tư nhân nước ngoài, nhưng quy định kinh tế nhà nước vẫn phải giữ vai trò chủ đạo, đất đai phải thuộc sở hữu toàn dân. Đảng Cộng sản đã thanh lọc hàng ngũ các quan chức chính trị, nhưng không thể cải cách các tập đoàn kinh tế, một phần vì đường lối định hướng xã hội chủ nghĩa nêu trên, phần khác vì chính mô hình kinh doanh này nuôi sống guồng máy lãnh đạo chính trị thông qua các hình thức hối lộ, chạy chính sách và chia chác quyền lợi. Sự gắn bó lợi ích luôn cản trở việc thực hiện cuộc cải cách doanh nghiệp theo đường hướng minh bạch, công bằng và hiệu quả hơn.
Tác giả dẫn câu nói để đời của bà Margaret Thatcher, cố thủ tướng Anh. Vấn đề với chủ nghĩa xã hội là tới một lúc nào đó nó sẽ tiêu hết tiền của người khác. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Chủ nghĩa xã hội đến một lúc nào đó sẽ tiêu hết tiền của người khác. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo.d.